Các điểm đặc biệt của tượng Phật đàn sinh tại đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đông. 1. Chất liệu. Tượng Phật đàn sinh tại đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đông được làm từ gỗ mít. Gỗ được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ bền đẹp theo thời gian. Vân gỗ tự nhiên mang lại vẻ đẹp sang trọng và tinh tế cho tượng. 2. Hoa văn. Tượng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, tỉ mỉ. Các hoa văn thể hiện sự uy nghiêm, thanh tao của Đức Phật và mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. 3. Kiểu dáng. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trong hình hài một hài nhi vừa chào đời, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, thể hiện lời tuyên bố trên trời dưới trời, chỉ ta là bậc tối tôn. Tượng Phật đàn sinh tại đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng có nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều không gian thờ cúng khác nhau. Bạn có thể lựa chọn kích thước tượng phù hợp với diện tích phòng thờ và sở thích cá nhân. Giá cả tượng Phật đàn sinh tại đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng dao động tùy theo chất liệu, kích thước và kiểu dáng của tượng. Đô Thơ Đức Hiệp Sơn Đồng cam kết cung cấp sản phẩm với giá cả hợp lý, cạnh tranh trên thị trường.